GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước, dù thấp hơn mục tiêu 6,5% nhưng cao hơn nhiều nước trong khu vực và thế giới. Điều gì đã giúp cho kinh tế Việt Nam vượt qua cơn gió ngược toàn cầu? Những thách thức nào và động lực nào cho tăng trưởng năm 2024 để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6 đến 6,5%? Hai vị khách cùng trao đổi về vấn đề này. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Ông Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Quý vị đang theo dõi chương trình Sự kiện và Bình luận. Thưa quý vị, chúng ta đang bước qua những ngày cuối cùng của năm 2023, một năm được cho là nhiều sóng gió đối với kinh tế thế giới, và Việt Nam cũng không nằm ngoài những khó khăn chung. Tuy nhiên, 2023 vẫn được nhận định đây là một năm kiên cường của kinh tế Việt Nam. Nhìn lại năm 2023, với tổng sản phẩm quốc nội GDP ước tính tăng 5,05% so với năm trước, dù thấp hơn mục tiêu 6,5% nhưng cao hơn nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, là điểm sáng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu sụt giảm. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm ước tăng khoảng 3,25%, thấp hơn so với mục tiêu khoảng 4,5%. Những con số phần nào cho thấy kinh tế Việt Nam, mặc dù có độ mở lớn, nhưng đã kiên cường vượt sóng để trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng tích cực của thế giới. Năm nay, công nghiệp và xây dựng tiếp tục đối diện nhiều khó khăn trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm. Riêng công nghiệp chế biến chế tạo tăng 3,62% là mức tăng thấp nhất trong 13 năm. Dù vậy, sự phục hồi tốt của các hoạt động thương mại, tiêu dùng, du lịch đã bù đắp tích cực. Khu vực dịch vụ đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng, hơn 62% vào giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Bất chấp cú sốc mạnh giáng xuống nền kinh tế, tiêu dùng tư nhân vẫn phục hồi tốt. Sự tăng trưởng của doanh số bán lẻ, một chỉ số nói lên tiêu dùng cá nhân ổn định ở mức khoảng 7,5% kể từ tháng 8. Dù vậy, việc nhiều đối tác thương mại lớn tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tổng cầu thế giới suy giảm đã tác động trực tiếp tới kết quả tăng trưởng cuối cùng trong năm của các quốc gia có độ mở kinh tế lớn như Việt Nam. Đại dịch năm 2020-2021 là tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rất là thấp, có thể nói là thấp nhất trong các cái giai đoạn trước đây. Và năm 2022 là cái năm mà chúng ta trên 2 năm liền thấp, chúng ta có tăng trưởng rất là cao. Cái số sơ bộ thì hiện nay tăng 8,12%, là con số rất là cao. Và trong cái năm 2023 này, trên cái nền cái tăng trưởng cao như vậy thì nó cũng có một cái tác động nhất định đối với cái tăng trưởng của năm 2023 này. Việc giữ mức tăng trưởng trên 5% là rất ấn tượng. Việt Nam là một trong số ít các nền kinh tế tiếp tục thể hiện sự chống chịu tốt trước các biến động của nền kinh tế toàn cầu. Đây là tín hiệu rất khả quan so với các nền kinh tế có độ mở lớn theo hướng xuất khẩu như Thái Lan hay Malaysia. Theo tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings của Mỹ vừa công bố, dù còn nhiều khó khăn, song tăng trưởng kinh tế trong trung hạn của Việt Nam có nhiều tín hiệu thuận lợi, ở mức khoảng 7% nhờ khả năng cạnh tranh về chi phí, lực lượng lao động và nhiều hiệp định thương mại tự do. Vâng, trước hết là xin được cảm ơn hai vị khách đã nhận lời tham gia chương trình. Và câu hỏi đầu tiên xin được hỏi cả hai vị khách, đó là ông bà nhận định như thế nào về cái con số tăng trưởng GDP của chúng ta ước đạt 5,05% trong năm 2023? Có ý kiến nhận định rằng kinh tế Việt Nam đã vượt qua cơn gió ngược toàn cầu. Ý kiến của ông bà như thế nào? Trước hết xin mời giáo sư Hoàng Văn Cường ạ. Trước hết thì chúng ta phải nhận định rằng là cái năm 2023 là một cái năm mà con nền kinh tế khó khăn trên toàn cầu. Cho nên chúng ta nói là cái làn gió ngược. Làn gió ngược toàn cầu ấy thì chủ yếu nói về cái lạm phát tăng cao dẫn đến cái chuyện là đầu tư giảm. Và lạm phát tăng cao thì tiêu dùng cũng sẽ giảm, dẫn đến thị trường bị thu hẹp. Việt Nam thì cái làn gió ngược này nó còn nặng hơn, là chúng ta phải đi ngược lại cái xu thế đó. Bởi vì Việt Nam là một cái nước mà sống và phát triển dựa vào xuất khẩu. Chúng ta xuất khẩu trong bối cảnh mà thế giới lại thu hẹp thị trường. Chính vì vậy cho nên là chúng ta gọi là phải đi ngược cho với cái làn gió ngược. Chúng ta đạt được con số 5,05%. Nhưng mà trên một cái nền của năm 2022 là đã đạt đến 8%. Điều ấy nó thể hiện một cái việc là con số này là con số hết sức khó khăn so với lại nhiều các cái chỉ số khác. Chẳng hạn như là Malaysia năm 2022 người ta đạt được 8,7%. Thì sang 2023 nó chỉ còn 4,2% bởi vì là chỉ cái nền cao rồi. Thậm chí một cái đất nước rất gần chúng ta là Trung Quốc thì năm 2022 là đạt 3% và người ta kỳ vọng rằng là sau khi mở cửa của cái Zero Covid thì Trung Quốc sẽ bứt phá, nhưng mà thực tế Trung Quốc cũng chỉ đạt được có 5,2%.
điều chứng tỏ rằng con số 5,05% chúng ta không phải là một con số nhỏ, một con số thực sự là đáng có ý nghĩa, thể hiện một cái nỗ lực vượt lên. Và chúng ta còn vượt lên hơn nữa là chúng thấy rằng là không chỉ tăng trưởng kinh tế mà những chỉ số kinh tế vĩ mô chúng ta lại giữ ổn định tốt, như là chỉ số lạm phát, cái giá tăng lên chỉ có 3,25%, thấp hơn so với lại cái mục tiêu đặt ra của Quốc hội là 4,5. Rồi thậm chí là cái nợ công là một cái xu thế mà cả thế giới đang xuống tăng, thì Việt Nam mình lại đi ngược trở lại, là chúng ta lại kéo nợ công xuống rất thấp, dưới 4%. Điều ấy chứng tỏ rằng là chúng ta đang có một cái sự ổn định kinh tế rất tốt. Chính vì vậy cho nên là cái xếp hạng kinh tế của Việt Nam đã được đánh giá đã có một cái bước tiến lên từ cái mức gọi là ổn định triển vọng. Dạ vâng, đó là ý kiến của giáo sư Hoàng Văn Cường ạ. Thưa bà Hương, ý kiến của bà như thế nào ạ? Vâng ạ, tôi cũng thấy là giáo sư Cường đã đánh giá rất là rõ các cái con số về tăng trưởng của thế giới và khu vực. Thì thế giới thì năm nay người ta cũng chỉ đánh giá ở mức khoảng 3%, thấp hơn năm ngoái khoảng 0,3%. Và đặc biệt là cái thương mại toàn cầu thì rất là thấp. Theo IMF thì cái mức tăng của thương mại toàn cầu chỉ đạt là 0,9% và thấp hơn cái mức 4,9% bình quân của giai đoạn 2000 đến 2019, tức là cái giai đoạn trước dịch. Đây là con số rất thấp và đấy cũng là những cái khó khăn rất lớn trong cái bối cảnh nước ta thì có cái độ mở nền kinh tế lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu cũng như là các cái xuất nhập khẩu và các cái đơn hàng từ nước ngoài và ảnh hưởng đến nguyên vật liệu cho sản xuất. Và cái kết quả 5,05% này nó còn được thể hiện bằng những cái tích cực qua hàng quý, những con số GDP để cho thấy quý 1 thì mình chỉ đạt được hơn 3%, 3,4. Nhưng quý 2 thì mình đã, nước ta đã đạt được cái mức là hơn 4%, và đến quý 3 thì là 5,5, và quý 4 thì đạt một cái mức rất cao 6,7%. Đây có thể là thấy rằng chúng ta đang phục hồi từng bước và vững chắc. Dạ vâng, đó là những tín hiệu rất là tích cực. Và tôi thấy có một cái chỉ số cũng rất là đáng chú ý, đó là cái chỉ số giá tiêu dùng bình quân của cả nước trong năm 2023 thì ước đạt là 3,25% và thấp hơn nhiều so với cái mục tiêu là khoảng 4,5%. Và trong khi đấy thì có thể thấy là cũng có rất là nhiều mặt hàng đã tăng giá, tuy nhiên là cái chỉ số giá tiêu dùng vẫn được kiểm soát. Theo bà Hương thì cái việc mà giữ được cái chỉ số giá tiêu dùng 3,25% như vậy thì có ý nghĩa như thế nào đối với tổng quan của nền kinh tế chúng ta trong năm nay ạ? Vâng, chỉ số giá tiêu dùng nó sẽ phản ánh cái việc mà chúng ta bình ổn giá của các cái mặt hàng trực tiếp liên quan đến đời sống của nhân dân. Vì vậy mà nó rất là quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô cũng như là bình ổn vì mục tiêu cuối cùng là đời sống của nhân dân. Thì các cái mặt hàng thiết yếu thì chúng ta kiểm soát rất là tốt, và khi mà có cái có thể gọi là những cái yêu cầu về tăng giá hoặc là nhu cầu thì đều có cái xem xét đánh giá từ nhiều phía để mà xem là cái thời điểm tăng thế nào, mức tăng ra sao cho nó phù hợp và đảm bảo cho hoạt động sản xuất của các cái doanh nghiệp, rồi đảm bảo và đồng thời phải đảm bảo được đời sống của nhân dân, và đảm bảo cái nguồn cung cũng là một trong chỉ đạo đầu tiên của chính phủ cũng như là đồng hành của Quốc hội về việc là phải đảm bảo cái nguồn cung đối với mặt hàng thiết yếu, nhiên liệu, lương thực và các mặt hàng liên quan trực tiếp đến sản xuất trong nước. Rồi là chúng ta cũng đưa ra một loạt các cái chính sách, giáo sư Cường sẽ bổ sung thêm cái này, đối với việc là giãn hoãn hoặc là gia hạn thêm các cái mức thuế đối với cả một số cái mặt hàng giảm VAT rồi nhiên liệu bay, thì đây cũng là những cái chính sách hết sức là thiết thực, hiệu quả và đóng góp trực tiếp vào cái kết quả CPI 3,25% của cả năm. Dạ vâng. Thưa giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, có thể thấy là mặc dù không đạt được cái mục tiêu tăng trưởng của năm 2023 là 6,5%, nhưng mà cái kết quả đạt được vừa qua thì cũng như ông đã phân tích, đó là rất là tích cực so với mặt bằng chung của các nước trong khu vực và trên thế giới. Và Việt Nam thì thuộc nhóm các nước có cái mức kinh tế cao. Ông có thể chia sẻ thêm những cái yếu tố mà mang tính chất quyết định giúp cho nền kinh tế của đất nước ta vượt qua những cái khó khăn và đạt được những cái điểm sáng trong năm 2023 đó là gì ạ? Đấy, như ý kiến của chị Hương vừa nêu, kinh tế Việt Nam thì trước nay chúng ta vẫn đang dựa trụ cột vào cái ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Thế nhưng mà năm 2023 thì ngành chế biến chế tạo là
tụt hẳn xuống. Vâng. Rồi xuất khẩu, xuất khẩu thì năm 23 là xuất nhập khẩu đều giảm. Đấy. Và như vậy thì cái trụ cột chính để tăng trưởng của năm 23 là chúng ta bị ảnh hưởng rất nặng. Đấy. Thế thì chúng ta đạt được kết quả trên, chúng ta lại phải quay sang cái hướng là tăng cái cầu ở trong nước. Trước hết là tăng cái cầu đầu tư công. Chính cái cầu đầu tư công nó tăng cái cầu của chính phủ lên, không chỉ là thúc đẩy cho tăng trưởng trực tiếp trong lĩnh vực đầu tư công mà còn lan tỏa sang lĩnh vực khác. Cái thứ hai là chúng ta cũng thúc đẩy để tăng được cái cầu tiêu dùng. Chính vậy cho nên là cái dịch vụ đã đóng góp một cái tăng rất lớn. Đấy, như là tiến sĩ Hương vừa nói đấy, nhưng mà đóng góp chính của cái tăng trưởng năm 23 này dựa vào cái dịch vụ với tốc độ tăng trưởng 6,8%. Và trong đó đặc biệt là cái phần về bán lẻ hàng hóa cũng tăng đến gần 10%. Và cái du lịch quốc tế thu hút Việt Nam là tăng rất là mạnh, thậm chí là vượt rất xa so với cái mục tiêu đặt ra. Mục tiêu đặt ra khoảng 8 triệu khách du lịch thì chúng ta thực tế đã thực hiện đến hơn 12 triệu. Đấy, điều ấy chứng tỏ rằng là chúng ta đã nỗ lực rất mạnh để khôi phục cái cầu ngay tại trong nước. Tôi rồi là vấn đề thứ ba là chúng ta thúc đẩy về các cái khối doanh nghiệp để làm sao các doanh nghiệp không bị phụ thuộc quá vào bên ngoài, thì cái năng lực bên trong lên, các chính sách hỗ trợ như là tiến sĩ Hương vừa nói, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như là giãn hoãn các cái khoản phí, khoản thuế, thậm chí kể cả chính sách về hoãn về các cái khoản nợ, khoanh khoản nợ lại, cũng giúp cho các doanh nghiệp là tiếp tục là duy trì được. Và một cái ngành mà tôi cho rằng là đánh giá có cái vai trò rất lớn, chúng ta vẫn nói rằng nông nghiệp đúng thực sự là một trụ đỡ khi mà nền kinh tế khó khăn. Đấy, thì cái năm 23 nông nghiệp là một ngành mà phát triển đã vượt trội, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp như vậy là đạt 3,83%, gọi là cao nhất trong hơn chục năm qua. Đấy, trong bối cảnh là tất cả các lĩnh vực đều được sụt giảm, và đặc biệt là xuất khẩu của nông sản đã đạt được những thành công rất lớn, không phải chỉ tăng về cái giá trị xuất khẩu mà cái chất lượng xuất khẩu, chẳng hạn như gạo Việt Nam đạt được cái giá cao nhất thế giới, và gạo Việt Nam rơi vào cái nhóm gọi là gạo ngon nhất thế giới. Nhiều cái mặt hàng xuất khẩu mới đã đạt được cái con số là gọi là tỷ đô và lại đặt ở các cái thị trường mới. Thì tôi cho rằng là đấy là những thành công rất lớn của chính nông nghiệp. Và có lẽ cái thành công bao trùm chính là chúng ta đã duy trì rất tốt, giữ rất tốt cái ổn định kinh tế vĩ mô. Và vì ổn định kinh tế vĩ mô như thế, chúng ta kiểm soát lạm phát rất là tốt. Trong bối cảnh lạm phát thế giới cao thì chúng ta lạm phát rất thấp. Đấy, như chỉ số tiêu dùng vừa tiến sĩ Hương chia sẻ có 3,25%. Thế rồi là chính vì cái tiêu dùng thấp như thế thì cái lạm phát thấp như thế thì nó thúc đẩy các cái nhà sản xuất yên tâm đầu tư sản xuất, cái người tiêu dùng thì không bị ảnh hưởng cuộc sống và yên tâm về tiêu dùng. Và điều đấy nó cũng đã thúc đẩy giúp chúng ta là lại kéo được cái nợ công xuống thấp, chúng ta có dư địa để chúng ta tăng đầu tư, chúng ta có dư địa để chúng ta hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp. Rõ ràng là cái kết quả đó nó thể hiện một cái sự là nỗ lực tổng hợp từ cái nỗ lực bên trong. Vâng, có thể thấy rằng là mặc dù là không đạt được cái mục tiêu tăng trưởng, tuy nhiên là cái mục tiêu lớn nhất đó là ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát thì chúng ta đã đạt được cái mục tiêu này. Và trong số rất là nhiều những cái chỉ đạo của chính phủ như là hai vị khách vừa chia sẻ thì theo ông Cường, cái chính phủ nào, cái chỉ đạo nào mà mang dấu ấn rõ nét nhất giúp cho nền kinh tế giữ được cái ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát được lạm phát trong năm 2023? Rõ ràng là trong năm 2023 là một cái năm mà thực sự chính phủ phải hành động quyết liệt thì chúng ta mới có được cái kết quả đó. Rất nhiều những cái hành động mà chúng ta đều đã ghi nhận, nhưng có lẽ tôi để tóm được lại mấy cái điểm chính như này. Điểm chính nhất ấy là chúng ta đã có một cái sự chỉ đạo của chính phủ hết sức là sâu sát và kịp thời. Có lẽ trong một cái năm mà có rất nhiều các nghị quyết, rất nhiều các cái chỉ thị rất là tức thời, kể cả những yếu tố là mang tổng thể phát triển của nền kinh tế và kể cả những vấn đề chỉ thị mang tính chất cụ thể ngay. Điển hình như ngày cách đây mấy hôm thôi, giá vàng thế giới, giá vàng trong nước tăng bất thường, cái thủ tướng công điện chỉ đạo ngay và ngay lập tức là phải đưa vào các cái giải pháp để bình ổn giá vàng. Đấy, chúng ta xử lý rất là kịp thời cái đó. Cái thứ hai là hành động phải nói là rất quyết liệt, cụ thể. Chính phủ thành lập rất nhiều những cái tổ công tác đến tận các cái địa phương, đến tận các cái công trình dự án xem khó khăn gì, vướng mắc gì và chỉ đạo xử lý ngay tại chỗ. Đấy. Thậm chí chúng ta nhìn thấy thủ tướng hầu như tuần nào cũng có mặt ở các tỉnh, tuần nào cũng có mặt ở các cái công trình. Đấy, đến tận nơi như thế thì chỉ đạo mới quyết liệt được. Đấy, thì tôi cho rằng đấy là một cái năm hành động. Và có rất nhiều cái quyết sách tôi cho rằng là táo bạo và hiệu quả. Đấy, chúng ta nhớ rằng là đầu năm 23 là cái thời kỳ mà cái nợ trái phiếu doanh nghiệp là rất là căng. Và nhiều doanh nghiệp đứng trước một cái nguy cơ là có thể sẽ khó có khả năng thanh khoản được cái đáo hạn trái phiếu. Thế nhưng mà với cái quyết sách của chính phủ đã tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu, và chính như vậy cho nên là cái tình trạng gọi là nợ trái phiếu của doanh nghiệp bắt đầu được giải quyết, và hiện nay cái thị trường trái phiếu quay trở lại là khá là phát triển. Hoặc là chúng ta nhìn thấy cái lạm phát thế giới áp lực rất là mạnh, thế thì năm 22 chúng ta cũng phải đề phòng tăng cái lãi suất, nhưng sang năm 23 có lẽ Việt Nam là nước tiên phong
trong cái chuyện là đi giảm lãi suất đầu tiên, và hiện nay đã đưa cái mức lãi suất xuống thấp kỷ lục. Vâng. Rõ ràng là đấy là những cái quyết định chúng ta rất là quyết liệt và thực sự là chắc chắn và có hiệu quả. Thì rõ ràng là tất cả những các cái quyết định sách đó nó tổng hợp lại để nó tạo lên cái niềm tin, nó tạo lên cái sức mạnh cho người dân, cho doanh nghiệp đồng hành. Dạ vâng. Trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức tác động không nhỏ tới sự tăng trưởng kinh tế thì ổn định kinh tế vĩ mô càng trở nên có ý nghĩa. Mặc dù bị tác động không nhỏ từ những yếu tố bên ngoài, song dưới sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự thận trọng và linh hoạt đã giúp cho nền kinh tế vĩ mô được ổn định, lạm phát được kiểm soát, đã và đang tiếp tục là một điểm tựa cho nền kinh tế. Giá cả ổn định, ít biến động của nhiều hàng hóa thiết yếu là điều mà nhiều người dân cảm nhận rõ nhất là trong dịp cuối năm này. Giá cả từ hồi đầu năm đến giờ là bên như tầm giờ là giảm xuống so với đầu năm. Nó không tăng thì là mọi thứ nó dễ chịu hơn. Giá cả không biến động gì nhiều thì cái tâm thế của mình đi chợ hay là đi mua sắm cũng thoải mái hơn. Chỉ số giá tiêu dùng CPI cả năm 2023 tăng 3,25% so với năm trước, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu Quốc hội đề ra là 4%. Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ và Quốc hội giảm 200.000 tỷ tiền thuế cho người dân. Chẳng hạn như thuế VAT giảm từ 10% xuống 8%, hay là thuế trong xăng dầu, thuế môi trường trong xăng dầu thì giảm 50%, rồi tiền thuế đất giảm 30% và giảm 37 các cái loại thuế và phí và lệ phí. Và như vậy thì nó đã tác động hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp và người dân trong cái giai đoạn khó khăn này. Không chỉ tạo nền móng vững vàng mà sự ổn định kinh tế vĩ mô còn trở thành trụ lực chính để gia tăng và củng cố sức chống chọi, chịu đựng của kinh tế Việt Nam trước những biến cố của kinh tế thế giới. Vâng, có thể thấy là mặc dù là có rất là nhiều những cái khó khăn ngoài cả dự báo và có những cái khó khăn chưa có tiền lệ. Tuy nhiên 2023 thì chúng ta đã rất là nỗ lực và vững vàng vượt qua khó khăn với những cái kết quả rất là tích cực. Và năm 2024 thì cái mục tiêu tăng trưởng đặt ra đó là từ 6 đến 6,5%. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một cái nhiệm vụ rất là khó. Và thưa giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, theo ông thì cái mục tiêu tăng trưởng 6 đến 6,5% trong năm 2024 liệu có khả thi? Và theo ông, để mà đạt được cái mục tiêu này thì cái ưu tiên cần tập trung cho thúc đẩy tăng trưởng cần phải được đặt ra như thế nào trong năm 2024 ạ? Rõ ràng mục tiêu 6 đến 6,5% là mục tiêu rất khó khăn. Bởi lẽ là cái bối cảnh dự báo kinh tế thế giới sang năm 2024 cũng không phải là thuận lợi. Hầu hết các cái chỉ số dự báo là sang năm 2024 của các nước là đều giảm xuống. Kinh tế thế giới bình quân chung là 23 khoảng 3%, thì sang năm 24 là dự báo xuống dưới 3%, có thể trong vòng từ 2-3%. Một số những nền kinh tế lớn như Mỹ năm 23 thì đạt khoảng chừng độ 2,4%, thì sang năm 24 dự báo chỉ còn khoảng 1,5%. Các cái khu vực như Nhật Bản thì năm 23 được 2%, thì sang năm 24 chỉ khoảng 1%. Và một cái nền kinh tế rất lớn như là Trung Quốc thì năm nay 5,2%, thì sang 24 dự báo chỉ còn khoảng 4,5%. Như vậy tức là cái xu thế cả thế giới là đều chậm lại. Rõ ràng chúng ta sẽ phải chịu cái ảnh hưởng rất lớn khi mà thị trường thế giới có khả năng là chưa chắc đã được phục hồi. Đấy. Tuy nhiên thì mục tiêu này ở Việt Nam ấy thì tôi cho là lại vẫn có cái cơ hội nếu chúng ta nỗ lực để chúng ta có thể đạt được. Đấy. Bởi lẽ chúng ta thấy thế này. Một là cái nền kinh tế chúng ta đang trên một cái đà tăng trưởng khá tốt. Đấy, như nãy tiến sĩ Hương có nói đấy. Quý 1 là 3,4%, trong quý 2 lại 4,2%, quý 3 trên 5,5%, quý 4 lên 6,7%, tức là nó đang trên một cái gần như tuyến chính, một cái đường đi lên, đấy, một cái đường thẳng đi lên này. Và như vậy thì tất cả những yếu tố từ bên trong bên ngoài nếu không có biến động bất thường thì cái xu thế đi lên đấy sẽ tiếp tục. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái xu thế đó của cái năm 24 chúng ta có thể tiếp tục được duy trì. Cái thứ hai nữa chúng ta cũng nhìn thấy là có rất nhiều những cái tiền đề có thể chúng ta lại kỳ vọng cái sự biến chuyển của kinh tế thế giới của năm 24. Chẳng hạn như chúng ta nói rằng là năm 24 thì có thể tốc độ giảm xuống, nhưng mà lạm phát thì người ta đang dự báo là có thể sẽ nhẹ hơn. Và lạm phát thế giới nhẹ hơn thì rõ ràng chúng ta không quá lo trong cái chuyện là gì phải gồng mình lên để chống lạm phát, và chúng ta có thể dành được cái tâm trí nguồn lực cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhiều hơn. Và một số dự báo có thể còn dự báo rằng là cái xung đột địa chính trị thế giới có lẽ là trải qua một thời gian khá dài, còn năm 24 có thể cũng sẽ tìm được một cái giải pháp nào đó sẽ bình ổn hơn. Và đối với Việt Nam thì chúng ta năm 24 chúng ta cũng có rất nhiều cái cơ hội. Đặc biệt chúng ta nhìn thấy là gần đây
cái Việt Nam chúng ta đang trở thành một cái nơi được rất nhiều các cái nhà đầu tư nước ngoài FDI tăng lên, đặc biệt là những cái tổ chức lớn, những tập đoàn lớn, cái cơ hội để chúng ta đón nhận những cái luồng đầu tư vào những ngành về công nghệ mới. Và như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái xung lực không phải chỉ cho chúng ta phát triển trong năm 24 mà có thể tạo cái tiền đề để chúng ta tái cấu trúc lại nền kinh tế dài hạn hơn, và nó cũng tạo ra cái khả năng thu hút các cái nguồn lực phát triển mạnh hơn. Chính vì vậy cho nên là chúng ta phải rất tranh thủ để tận dụng cái cơ hội này, bởi vì nếu tận dụng cái cơ hội này thì không chỉ năm 24 chúng ta bứt phá mà nó còn tiền đề cho phía sau. Cho những năm tiếp theo. Đấy, nhưng mà nếu chúng ta bỏ qua cơ hội này thì có khi chúng ta lại mãi mãi sẽ dậm chân tại chỗ, là một cái nền kinh tế gia công ở khu vực thấp. Cho nên là những chính sách hết sức phải năng động và phải rất tức thời để chúng ta chớp được các cái cơ hội mở ra cho năm 24 chúng ta phát triển. Vâng, đó là những phân tích của giáo sư Hoàng Văn Cường ạ. Thưa bà Hương, thì ý kiến của bà như thế nào? Trong ba cái trụ cột tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, thì theo bà đâu là trụ cột có thể tạo được bứt phá trong năm 2024 để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu tăng trưởng từ 6 đến 6,5% ạ? Vâng, điều đầu tiên thì phải khẳng định là chúng ta cũng đang đi đúng hướng theo cái chỉ đạo rất là sáng suốt, hiệu quả và kịp thời của Đảng và sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất sát sao. Thì chúng ta đã khai thác được nội lực của mình qua cái con số đầu tư công tăng rất là cao trong năm qua, thì cũng khẳng định là từ nội lực chúng ta đã tạo nền tảng cho cái phát triển trong trước mắt và lâu dài. Và từ đó, từ cái chính sách ngoại giao cấp cao đã thể hiện qua việc là đầu tư ở nước ngoài trong năm vừa qua cũng đã thu hút đầu tư trên 36,6 tỷ đô, tăng đến hơn 32%. Đây chính là những cái hiệu quả hay kết quả nhìn thấy ngay. Và tiếp tục chúng ta sẽ đi đúng hướng để tiếp tục đầu tư từ nội lực, mặc dù cái đóng góp của đầu tư chưa phải là lớn, nhưng nó sẽ có cái nền tảng lâu dài để thu hút, kết nối với thế giới và các cái nguồn lực từ bên ngoài cùng với nội lực của chúng ta. Và đặc biệt là chúng ta cũng không thể không nói đến cái phần tiêu dùng, đó chính là 100 triệu dân trong nước và thu hút được các khách du lịch ở nước ngoài. Người ta đến Việt Nam để người ta trực tiếp tiêu dùng sản phẩm của Việt Nam và biết đến người Việt Nam thông qua tất cả các cái hoạt động. Và khi như giáo sư Cường cũng đã nói là khi nền kinh tế mà khởi sắc hơn, tức là có một số những cái áp lực giảm đi, thì chúng ta sẽ tăng cường được xuất khẩu ở những thị trường mới, những mặt hàng mới đi vào chiều sâu và mang thương hiệu Việt Nam ra với thế giới. Dạ vâng, thưa bà, có thể thấy rằng là nhìn lại cái phát tăng trưởng kinh tế của năm 2023 thì như các vị khách chia sẻ, cái khu vực dịch vụ là có cái đóng góp nhiều nhất cho cái kết quả tăng trưởng với hơn 62%. Tuy nhiên tăng trưởng công nghiệp lại không đạt được như kỳ vọng khi mà cái mức tăng thấp nhất trong suốt 12 năm vừa qua. Trong khi đó công nghiệp thì lại được xác định là động lực của kinh tế. Theo bà thì cái điểm nghẽn lớn nhất mà trong phát triển, trong tăng trưởng công nghiệp chúng ta phải tập trung tháo gỡ trong năm 2024 là gì để mà phát tăng trưởng công nghiệp thực sự là động lực để mà dẫn dắt kinh tế ạ? Vâng, cái khó khăn lớn nhất của năm nay cũng như là năm tới vẫn là cái nhu cầu hay là cái cầu của thế giới sụt giảm do cái bất ổn của địa chính trị và chuỗi cung ứng sụt giảm và đơn hàng sụt giảm. Đây là cái khó khăn mà đang hiện hữu và tiếp tục cũng là cái vướng mắc khó khăn thách thức trước mắt. Thế thì chúng ta cần phải trước hết là chúng ta phải, như tôi thưa, là tăng cường nội lực để hàng hóa đảm bảo cạnh tranh, và chúng ta phải tìm được cái đơn hàng hoặc là cái thị trường đầu ra ổn định. Trong cái khó khăn của công nghiệp đã thể hiện rất là rõ trong cái mức thấp nhất tăng trưởng của công nghiệp 3,02 là mức thấp nhất trong 11 năm qua, được biểu hiện qua những con số, đặc biệt là xuất khẩu đối với khoáng sản thì cũng đã giảm đến 11%, và đối với các mặt hàng công nghiệp chế biến chế tạo thì cũng giảm đến 51%, và tỷ lệ tồn kho cũng đang ở mức cao, tức là hơn 87,5% tỷ lệ tồn kho bình quân năm ạ. Và cái chỉ số tiêu thụ thấy rõ nhất là chỉ ở mức là 1,8%, cũng là mức thấp trong 11 năm qua. Thế thì chúng ta phải tập trung, như tôi nói, là đầu ra rất là quan trọng, và từ đó thì chúng ta phải tăng cường năng suất cũng như là chất lượng của sản phẩm. Bên cạnh đó thì cái vốn cũng là cái khó khăn của các cái doanh nghiệp. Chúng ta phải tăng cường cái mức vốn. Bình quân một cái vốn thành lập mới trong năm vừa rồi thì cũng giảm đến 10%, chỉ đạt được hơn 10 tỷ. Thì do đó là chúng ta phải tập trung vào các cái gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp từ đầu ra cho đến vốn và các cái nguyên liệu đầu vào và
từ dựa vào công nghệ, khoa học công nghệ như là giáo sư Cường cũng vừa phân tích vừa qua. Dạ vâng, ở bên cạnh những cái thời cơ thuận lợi cũng như là cái kết quả rất là tích cực chúng ta đã đạt được trong thời gian vừa qua thì cũng phải nhìn nhận vào những cái vấn đề khó khăn nội tại của nền kinh tế. Và thưa ông Cường, là ông có thể chia sẻ thêm về những cái khó khăn nội tại mà chính phủ cần ưu tiên giải quyết trong cái giai đoạn hiện nay để mà có thể là năm 2024 đạt được cái mục tiêu đề ra? Khó khăn nội tại của nền kinh tế của chúng ta thì khá nhiều. Mà có lẽ là nhìn trực tiếp vào vấn đề tăng trưởng của doanh nghiệp là cũng thấy rằng đấy là cái điển hình nhất. Bởi vì là cái tăng trưởng kinh tế được phải phụ thuộc vào doanh nghiệp. Doanh nghiệp mà có mạnh, doanh nghiệp có hoạt động tốt thì chúng ta mới có được tạo ra sản phẩm và tăng trưởng được. Thì cái điều đầu tiên chúng ta gặp phải đây là doanh nghiệp hiện nay đang rất khó khăn, rất yếu. Bởi vì là sau một thời gian chống chịu với lại Covid, tưởng rằng hết Covid thì chúng ta phục hồi được thì thị trường lại không có. Thế là hầu như cái năm 23 chúng ta nhìn thấy doanh nghiệp hoạt động cũng rất cầm chừng. Và chính vì vậy cho nên là còn rất nhiều những khoản nợ cũ của doanh nghiệp chưa được thanh toán. Và chính vì chưa thanh toán cho nên là doanh nghiệp khó tiếp cận được các cái khoản vay mới. Chính vì vậy cho nên là cái khó khăn doanh nghiệp này thì cần phải tiếp tục là có cái hỗ trợ. Trước hết là phải hỗ trợ làm sao giảm những cái gánh nặng chi phí. Đấy, chẳng hạn như Bộ trưởng Bộ Tài chính có nói thì tôi thấy rằng tiếp tục năm tới phải thực hiện mạnh hơn vấn đề liên quan đến hỗ trợ như là giảm, miễn, hoãn, giãn các cái khoản thuế, các khoản phí, các khoản tiền thuê đóng góp. Và chúng ta thực hiện mạnh mẽ hơn cái chính sách gọi là tài khoá ngược, tức là lúc này không phải thu vào nữa mà lúc này phải dùng ngân sách để hỗ trợ trở lại cho doanh nghiệp để doanh nghiệp nó phục hồi, nó phát triển. Thứ hai là cũng phải hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận cái vốn. Đấy, như tiến sĩ Hương vừa nói, cái mức độ vốn của doanh nghiệp bây giờ đang rất là ít, thì cái tiếp cận vốn này chúng ta phải làm nào, nếu lãi suất cao doanh nghiệp không có đủ khả năng kinh doanh để mà bù đắp được cái chi phí vốn thì lãi suất phải thấp. Có thể trước hết là gì, bản thân ngân hàng phải có các cái chương trình vay lãi suất thấp, đồng thời chính phủ phải có các cái chương trình hỗ trợ lãi suất thực sự hiệu quả, tức là hỗ trợ nhưng nó phải đến được với doanh nghiệp. Thì tôi cho rằng là cái đấy là cái yếu tố nhất phải trọng tâm vào doanh nghiệp. Yếu tố thứ hai là cái nền kinh tế chúng ta quá phụ thuộc vào cái khu vực FDI. Chính vì vậy trên khu vực FDI mà có ảnh hưởng là nền kinh tế chúng ta bị ảnh hưởng theo. Do vậy trên cũng đã phải có cái khả năng tạo ra một nền kinh tế độc lập tự chủ hơn, tức là chúng ta phải làm sao tham gia vào những các cái khâu sản xuất ở giá trị cao trong chuỗi toàn cầu. Đặc biệt là hiện nay chúng ta đang có cơ hội để tiếp cận những cái luồng đầu tư mới như là dựa vào khoa công nghệ, dựa vào những cái lĩnh vực mới như là bán dẫn, như là trí tuệ nhân tạo, thì chúng ta phải chớp rất nhanh cái việc là dựa vào cái đổi mới khoa công nghệ này để chúng ta tái cấu trúc lại nền kinh tế và chúng ta sẽ thay đổi cái vị thế của chúng ta sang một cái lĩnh vực phát triển là dựa vào các cái khu vực có giá trị cao, và khi đấy chúng ta mới tăng được năng suất lao động. Và vấn đề thứ ba là chúng ta phải nói gì nói, muốn phát triển được phải có thị trường. Thị trường thế giới khó khăn thì thị trường trong nước chúng ta phải kích cầu lên. Và cái cầu trong nước này thì trước hết là phải cầu thông qua cái cầu đầu tư công. Chắc chắn là tới đây cũng phải tiếp tục đẩy mạnh cái đầu tư công. Và thứ hai là kích cầu tiêu dùng cho dân cư. Thì kích cầu tiêu dùng cứ phải tăng cái khả năng, tăng nguồn tiền cho người dân. Đấy, mở rộng các cái hoạt động sản xuất để có công việc làm, có thu nhập. Nhưng mà các chính sách hỗ trợ, ví dụ chẳng hạn như cải cách tiền lương cũng sẽ tác động rất mạnh. Hoặc là chính sách về an sinh xã hội, hỗ trợ cho các cái nhóm đối tượng xã hội. Tôi cho rằng đấy cũng là những yếu tố rất cần thiết để chúng ta thúc đẩy cái cầu cho cái năm 2024 này. Năm 2024 thì dự báo vẫn là một năm có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo là sẽ vẫn tiếp tục giảm nhẹ. Và mục tiêu tăng trưởng GDP của cả nước năm tới đạt từ 6 đến 6,5% là một thách thức. Tuy vậy, kết quả và những điểm sáng của nền kinh tế trong năm 2023, nhất là trong những tháng gần đây, thì sẽ tạo đà cho thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của năm tới. Thêm vào đó là kinh nghiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong lãnh đạo điều hành. Chúng ta có niềm tin rằng kinh tế của đất nước sẽ tiếp tục vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt để bứt phá và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch. Đây cũng là năm đòi hỏi Chính phủ và các bộ ngành địa phương phải dồn lực, tăng tốc để về đích. Bởi năm 2024 là năm bứt phá của chặng đường kinh tế 5 năm trong giai đoạn 2021-2025 và một năm có ý nghĩa quyết định đến thành công của cả nhiệm kỳ. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách với những chia sẻ trong chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.